Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là xóa cái dữ liệu duyệt web của chúng ta ở trên cái ứng dụng Cốc Cốc ở trên máy tính cũng như là trên điện thoại. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta xóa cái lịch sử tìm kiếm ở trên máy tính nha. Thì để làm điều này các bạn hãy mở cái ứng dụng Cốc Cốc của các bạn trên máy tính nè. Sau đó các bạn di chuyển con chỏ chuột của các bạn đến cái phần cài đặt ở phía trên góc bên trái. Cái thằng Cốc Cốc này nó có những cái cài đặt rất là khác so với thằng Google Chrome nha. Các bạn chạm vào phần cài đặt ở phía trên góc bên trái nè, theo hình con chó chuột của mình nè. Đó, mình đang di chuyển chó chuột nè, bạn kéo lên phía trên góc bên trái nè. Các bạn chạm vào phần cài đặt nè. Rồi, sau khi mà vào cái phần cài đặt này xong á, thì các bạn sẽ tìm đến phần phía dưới, đó là cái phần lịch sử nè. Các bạn kéo từ trên xuống phía dưới và theo cái con chó chuột của mình nè, ở phía giữa nè, cái phần lịch sử nè, các bạn chạm vào đây. Thì sau khi mà nó hiện ra cái phần lịch sử này á, thì các bạn sẽ có các cái cách để xóa, đó là xóa những cái lịch sử mà chúng ta không mong muốn thôi. Ví dụ mình muốn xóa những cái lịch sử này mình mới xem ở đây thôi, mình chạm vào đây rồi mình chọn vào cái chữ xóa ở đây, thì nó sẽ xóa những cái nó hỏi mà mình có muốn xóa hay không, và mình chọn là xóa thì nó sẽ xóa những cái mà mình mong muốn. Còn nếu như mà các bạn muốn xóa hết luôn á, thì các bạn chạm vào xóa dữ liệu dữ web nè, bạn chạm vào xóa dữ liệu dữ web, thì khi đó nó sẽ hỏi các bạn là xóa dữ liệu dữ web, thì các bạn sẽ xóa tất cả những cái dữ liệu mà có từ lúc ban đầu cho đến hiện tại mà các bạn đã xem, thì nó sẽ xóa hết những cái dữ liệu lịch sử dữ web nè. Đó, tệp hình ảnh gì nó cũng xóa hết luôn. Có thể là nó sẽ xóa thêm cả những cái tài khoản đăng nhập như là Facebook hoặc là gì đó của các bạn nha. Rồi, các bạn có thể chọn bên cái phần nâng cao nè. Nâng cao thì nó sẽ tùy chọn chúng ta những cái mà chúng ta mong muốn xóa, là chúng ta có thể xóa được trong vòng 24 giờ thôi. Hoặc là có nghĩa là trong vòng một ngày qua thì chúng ta xem những cái gì thì nó sẽ xóa trong vòng một ngày thôi, hoặc là trong vòng 7 ngày vừa qua, hoặc là trong vòng 4 tuần. Đó, thì chúng ta cài đặt thì nó sẽ hỏi thêm là mình có muốn xóa cái mật khẩu hay không, xóa những cái dữ liệu cài đặt gì khác hay không, thì bạn có thể tùy chọn ở đây và chọn vào phần xóa ở đây là nó sẽ xóa theo yêu cầu của bạn. Rồi, ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cái cách để mà chúng ta xóa ở trên. Để xóa được lịch sử Cốc Cốc ở trên điện thoại thì các bạn hãy mở cái ứng dụng Cốc Cốc của các bạn ở trên điện thoại nha. Sau khi mà mở cái ứng dụng Cốc Cốc này của các bạn lên á, thì các bạn chạm vào cái phần có cái biểu tượng giống như là cái biểu tượng Cốc Cốc nè, ở phía dưới góc bên phải nha. Các bạn chạm vào cái biểu tượng giống như là cái biểu tượng Cốc Cốc ở phía dưới góc bên phải nè. Đó. Sau khi chạm vào đó xong thì các bạn chạm vào cái phần đó là lịch sử giùm cho mình nha. Các bạn chạm vào cái phần lịch sử nè. Rồi, sau khi chạm vào phần lịch sử thì ví dụ như mà các bạn muốn xóa cái dữ liệu duyệt web nào đó gần đây, ví dụ 1-2 trang gần đây thôi, thì các bạn chạm vào dấu X nè. Bạn chạm vào dấu X thì nó sẽ tự động xóa này. Đó, rất là đơn giản luôn. Xóa, đó. Rồi, nếu mà các bạn muốn xóa ví dụ như là một ngày, hoặc là một tuần, hoặc một tháng, hoặc là tất cả những cái dữ liệu duyệt web từ trước đến nay đối với cái ứng dụng Cốc Cốc này á, thì các bạn chạm vào cái phần đó là xóa dữ liệu duyệt web nè. Đó, thì nó cũng tương tự như trên máy tính luôn, có phần cơ bản và phần nâng cao. Các bạn muốn xóa hết thì các bạn chạm ở phần cơ bản này á, thì các bạn xóa dữ liệu thì nó sẽ xóa hết luôn. Và đã chọn cái thời gian nè, bạn chạm vào phần chọn thời gian nè, giờ vừa qua nè, hoặc là 24 giờ nè, hoặc là các bạn chạm vào 7 ngày nè, hoặc là 4 tuần nè. Đó. Rồi, các bạn có thể sang phần nâng cao để tùy chọn những cái cài đặt khác hơn nữa. Đó là chúng ta sẽ không xóa cái phần mật khẩu nè. Đó, bên đây thì không xóa mật khẩu nào, không xóa dữ liệu điền gì đó. Các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, phần nâng cao là như vậy. Và các bạn cũng chọn tương tự luôn, giờ vừa qua nè, hoặc 7 ngày qua nè. Rồi xong sau đó các bạn chạm vào cái chữ xóa dữ liệu ở phía dưới các bên phải màn hình là các bạn sẽ xóa được cái dữ liệu duyệt web ở trên Cốc Cốc. Rất là đơn giản luôn, ở trên máy tính và trên điện thoại cũng gần như tương tự nhau. Ok, thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà chúng ta xóa dữ liệu duyệt web ở trên cái ứng dụng Cốc Cốc ở trên máy tính cũng như trên điện thoại. Nếu thấy cái video này của mình hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm những video khác để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác hay hơn.